Xin chào các bạn. Hôm nay thì ngày đầu tiên được Bố Già được công chiếu trên cái kênh YouTube của Trấn Thành. Thì thật ra thì nghe nói là chỉ có hơn một tiếng thôi là đạt được hơn 1 triệu view, cho nên chồng mình đang vui quá trời vui. Nãy giờ rủ người này rủ người kia đi chơi hết rồi đó. Hồi này có rủ Harry nhưng mà Harry có bận công việc nên Harry không có bắt máy được. Và anh ấy gọi điện thoại nhiều lần mà Harry không có bắt máy được nhiều lần, cho nên anh ấy tưởng là Harry đang ngủ. Thì bây giờ thì Harry sẽ đột xuất xuất hiện và chúc mừng anh ấy. Bây giờ thì các bạn hãy nhìn cái clip, hãy theo Harry nhé. Xe chồng mình đã có ở đây và bây giờ mình đi thôi. Trời ơi, trời ơi, chồng ơi, chồng tôi đã làm gì vậy? Trời, 1,5 triệu thiệt hả? Chỉ có hơn 1 tiếng thôi mà 1,5 triệu hả? Hả chồng? Trời giỏi vậy, trời giỏi quá vậy. Ôi, anh xin nói bây giờ cảm xúc của anh làm sao? Nói chung là bây giờ, không biết nói gì để anh cảm giác sướng mà cũng bị phê, bị sảng. À, bị phê, sảng là sao em? Không biết. anh với bản thân mà, anh có hiểu không? Sướng quá mà không nói nên lời. À, sướng quá không biết nên lời. À. À, nói nữa là mất hay. Xưa là bị khen nhiều quá bị xỉn. À vậy hả? Ủa mà chồng ơi, chồng gặp em không có vui gì hết trơn à? Sao không có hết hồn vậy? Hôm nay đang vui hơn. Ê, thế nãy giờ anh gặp em không có cảm thấy gì hết vậy? Đau còn mờ mắt luôn. Đi. Kính chào quý vị. Hôm nay thì mình là sẽ là reporter. À, mình đến đây mình phỏng vấn Trấn Thành, cái cảm xúc của Trấn Thành sau khi công chiếu cái Bố Già nó như thế nào. Và bây giờ thì mình sẽ phỏng vấn tiếp. Chồng ơi. Đứng dậy đi. Đây. Bình thường là chồng mình giỏi được thành công cái gì đó thì công vợ. Công vợ. Đó là bình thường Việt Nam có câu đó. Thì tự nhiên công vợ. Người ta chỉ có của chồng công vợ thôi, con này là công chồng. Công chồng, công chồng. Nên không có cái gì của vợ hết. Không, thì anh biết sao không? Tại vì bình thường con vợ ở nhà làm sao cho tâm lý của chồng thoải mái để làm việc. Không, khi làm việc là không có con vợ mới thoải mái. Dạ, mới lại đi. Ok. Mới lại đi. Cảm ơn em. Có coi chưa? Thấy không? Coi viên chưa? Thì tức là nói chung là chồng... Họ có coi viên chưa? Thì coi rồi, tất nhiên okay, coi rồi, okay. Rất ok. Còn gì nữa, Harry đã ở chỗ cái premiere là Harry đã coi một lần. Và hôm nay Harry coi làm thêm một lần nữa. 46 phút trôi qua như một con chó nhanh như chớp vậy đó. Coi mà mình cảm thấy rất là hay, không thì chán gì luôn. Chị có khóc không chị Harry ơi? Khóc thì... Gì đâu khóc? Ồ, thật sự thì... Chưa, tập 1 chưa đâu, tập 1 là chỉ là rung động nhẹ thôi. Các bạn phải biết cái này, bình thường á, mình lên một nấc, hai nấc, ba nấc, bốn nấc, bùm xuống thì mới là phim hay. Thì bây giờ mới là tập 1 mà. Tập 1 đợt đầu tiên mà thôi, nhưng mà mình có thấy một dạo này có một diễn viên trẻ cảm xúc tràn đầy, anh hiểu không? Nước mắt. Anh hiểu không? Thì ai đó đó. À, diễn viên Uyển Ân hả? Yes. À, làng nhỏ này hả? Yes, nhỏ này. Nhỏ này đúng rồi đó. Có một chị comment nói là em gái anh Trấn Thành mặt hơi to nhưng mà vẫn dễ thương đúng không mọi người? Ủa là sao? Ai nói gì câu đó? Nó mặt em to chị. Không hề to gì hết. Bây giờ mặt to hay là không to không quan trọng, quan trọng là cái gì? Nói đi. Quan trọng là mặt đừng có dày đó. Mặt to cũng được mà đừng có mặt dày. Đọc đủ cái tên đi, đọc đủ nghệ danh. Đúng. Danh ba chữ. Huỳnh Uyển Ân. Uyển Ân. Dạ em tên là Huỳnh Uyển Ân và tên. Ủa mà cái đó là tên thật hả? Dạ tên thiệt mà. Ở nhà danh hoài. Xem ủng hộ mà share hashtag để Bố Già lên number one trending nha. À thì anh Sina em cũng đã từng làm rồi đó. Có gì thì anh em làm rồi, em share rồi. Nói gì vậy?
em share với cái hashtag là bố già trấn thành nè, các nghệ sĩ hết rồi đó. Ok, bye bye cả nhà. Ồ, cái gì? Là sao? Hết rồi á? Hết rồi, được rồi, bye bye. Ủa, lại.